Hello, con xin kính chào ông bà chú bác các anh chị. Cũng là em đây. Thì ở đây có một cái vườn làng nó rất là lớn nên em phải quay nhiều cái chỗ mới là hết được cho chia sẻ hết được cho khách. Thì cũng bây giờ em nhanh gọn lẹ tại vì ở trên núi bây giờ khí hậu mới có 6 giờ nó lạnh teo em rồi. Thì ở đây cũng là một cái chậu lan Úc đỏ này rất là đẹp, đỏ hồng này rất là đẹp đây. Nhưng mà em gọi nôm na là em nói khách đừng có la hay chê cười, em nói bậy nói tục thì tội nghiệp em. Nhưng mà thật sự á, khi mình trồng những cái chậu lan Úc á, mình rất là thương nó, nhưng mà em không biết gì nghị lực sức sống như thế nào. Trời á, khí hậu nó lạnh quá, người còn đóng băng huống chi cây. Mà em không biết khi mà cái chậu này á, cái lá nó bị đóng băng, em kêu là lan Úc hỏng bận áo. Còn có một chậu giống y chang nó luôn, mà bây giờ nãy giờ em đi tìm để mà em quay cho khách, mà bây giờ em quay qua quay lại em không biết là em đã bỏ ở đâu rồi. Thì cái này em kêu là tại vì á, nó không có một cái lá nào hết, không có một cái lá che thân mà nó còn là bông sùm sợi. Em kêu là cái lan Úc này là cái tên là lan Úc không bận áo, còn một cái chậu kia á, thì nó chỉ ra lá không mà nó không có một cái bông nào hết, nên em kêu là lan Úc không bằng quân. Thì nhiều khi mình nói chuyện mình cũng nôm na như thế, nhưng mà có nhiều khi ông bà cô chú bác thương tình thì ủng hộ cho cô bé, chứ đừng có mà khắt khe mà truy đuổi, hay là khắt khe mà nói ô sao mà bán lan mà nói không bằng áo không bằng quân. Thật sự không có vậy đâu, tại vì có nhiều khi mình vui, mình làm cả ngày mình cũng bị stress rồi, thì cái gì vui được cứ vui, cái gì buông bỏ được cứ buông bỏ, muộn phiền cứ để qua một bên. Cái này bây giờ nó lạnh, tay em nó lạnh quá luôn, tại vì ở trên núi bây giờ người ta đang cưa gỗ, cưa này cưa kia đó, cái tay em nó lạnh quá em run run. Cái chậu này á, nó nở ra cái bông màu vàng rất là đẹp, nó có màu xì sờ Go. Thì ở đây những cái lan này thì nó lạnh quá, đem vô trong đây để trú lạnh trú đông đó. Những cái nụ như thế này đây nó rất là đẹp đây nè, nè nè khách ơi, nó ra bông cũng rất là đẹp nha đó. Thì chiếc tàu này là ở đây cái bông nó rất là đẹp, nhưng mà để tưởng nhớ là chiếc tàu này tại vì ngày xưa gia đình đi vượt biên để qua được tới xứ Hoa Kỳ, xứ Mỹ tự do, nên bây giờ gia đình phải đi kiếm những cái gỗ làm những chiếc tàu đính lên cái thuyền như thế này đây, cái thuyền để tự do. Nhiều khi tự do mình phải trả bằng xương máu, tự do mình trả bằng nước mắt, nhưng mà mỗi mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà một cảnh. Nên gia đình em qua nước Mỹ định cư chọn cái nghề làm lan, bán viên tí lan, để mà nhằm mục đích là đam mê chia sẻ. Nhưng mà từ đó là bây giờ gia đình rất là thích và sưu tầm những cái chậu lan, địa lan hay những cái dòng lan đẹp độc lạ để mà chia sẻ với khách hàng. Thì khách ơi, khách nào thích thì thích những cái chậu lan như thế này. Có những cái chậu là bên em sẽ có sẵn, những cái chậu á, là bên em sẽ, khách nào thích đó thì hãy order những cái LC, những cái lan Úc, những cái dòng địa lan, những cái dòng địa lan đặc biệt collection. Thì khách nào muốn thì hãy liên lạc em, cô nàng bán lan, số phone là 714 603 8000. Qua nay khách tìm em thì khách nào tìm không được thì cũng xin bỏ qua, tại vì em bận bịu để đi sưu tầm hàng cho khách nha khách ơi. Tại vì thương yêu khách hàng quá nên em phải lặn lội đường xá xa xôi để kiếm được những cái chậu lan, lên vườn kiếm được những chậu lan, những chậu lan Úc, tất cả các giống lan, để nhằm mục đích cũng là phục vụ cho những khách hàng của em, những người khách thân yêu, những khách hàng thực tế. Khách của em là ai em cũng yêu thương và quý trọng, trân quý hết những cái tấm chân tình của khách đã ủng hộ cho chúng em thời gian qua và gia đình chúng em thời gian qua. Nên khách nào muốn những chậu địa lan đẹp độc lạ hay những chậu địa lan bình thường, từ giá thấp nhất tới giá cao nhất, từ giá cao nhất tới giá thấp nhất, và từ giá thấp nhất tới không có giá luôn,
Nếu em nói thiệt, em rất là đam mê lan và thương lan, mà khách nào cứ liên lạc với em, điện thoại cho em, à, cô nàng bán lan số phone là 7146038000. Từ những chậu lan Úc đỏ, những chậu lan Úc xanh, lan Úc vàng, địa lan đủ màu các loại, khách nào cứ nói với em, bây giờ yêu thích lan quá, mà khách yêu thích lan mà không có tiền để mua lan thì cứ liên lạc em. Em sẽ có những cái chậu lan, à, nói chung là không đắt tiền và không rẻ tiền, chia sẻ em tặng cho khách luôn, để mà khách về khách nuôi trồng. Cứ đừng có ngại, cứ nói, cứ liên lạc với em cho qua Facebook hay là số điện thoại 7146038000. Cứ nói thẳng, em ơi, chị ơi, cô ơi, nàng ơi, à, bây giờ muốn chơi lan mà, à, y như đam mê quá mà không có tiền để mua giống, thì cứ liên lạc em sẽ tặng không cho những khách, vì cái tấm chân tình và cái sự yêu và đam mê để mà có những cái giống lan để mà chơi. Nhưng mà tất nhiên những cái giống mà em tặng ra thì nó cũng là đồ tốt, đồ đẹp, nhưng mà nó không phải là đồ độc nha khách ơi. Người ta nói của cho không bằng cách cho, nên em chỉ muốn là cho những cái người khách nào, ông bà, cô chú, cô dì, chú bác, các anh chị chia sẻ cái đam mê. Nên nếu mà khách nào có tiền thì em sẽ có tất cả những cái giống lan đẹp độc lạ. Còn khách nào muốn ít tiền thì cũng nói, cũng cho em biết, thì em sẽ có những cái dòng lan vừa phải. Hay khách nào không tiền cũng tìm em cũng chơi được luôn. Em sẽ tặng không luôn cho những khách nào mà có cái sự đam mê. Và nếu mà chi phí rất là eo hẹp thì em sẽ xin tặng luôn để mà cho khách có những cái chậu lan để mà về nuôi dưỡng. Đó, cái này là em nói để mà em chia sẻ thôi. Còn cứ khách nào cứ thích thì cứ liên lạc với em, cô nàng bán lan, số phone là 7146038000. 7146038000. Đây, có những cái chậu lan này rất là nhỏ, nhưng mà em sẽ làm để em đính vô. Đó. Đẹp không? Đó. Ở đây á, là những cái chậu, có những cái chậu lan Úc đỏ nữa nha khách ơi. Đó. Đó, cái cây lan Úc này rất là đẹp. Cái cây lan Úc này này dây nó đang căng nói ra đứt chà đứt ông đó, ai đứt đứt đưa quay vô trong đây, ai muốn đứt gì nói một cái cho đứt. Trồng lan không lo, trồng lan ăn đó đó, này là đồ ăn nhậu chứ không phải trồng lan. Đây cái cây này đó, cái bông nó rất là đẹp dễ thương đây, cái bông đó rất là đẹp dễ thương. Em chui vô trong đây tí em hết biết đường, em ra luôn thôi. Thôi em phải đi ra đây, tại vì tí đụng đầu bể đầu luôn. Thôi, bây giờ cũng trời lạnh quá rồi, em cầm cái phone cái tay em nó đi như bị ông đá luôn. Thì ở đây nó sát núi ở trên xa quá, nên bây giờ trời lạnh quá em phải đi vô. Thôi em cảm ơn ông bà, cô bác, các anh chị. Hẹn gặp lại cho những cái video clip tiếp theo, cho những cái đợt mà bông nó nhiều nha. Còn bây giờ có nhiều, chia sẻ với khách hết bị nhiều rồi nên bông chưa kịp nở. Rồi, goodbye. Goodbye.